bất chỉ thóc tiệp nè khăng à tay tạ cù sài sợi tờ cho biết chưa môi nằng bọt thay nhà ruột thon à cạp cai pê đê rôm rẽ chưa môi nằng luôn tờ cù đần đần nâng bom ôn nề ri rôm cua chỉ trà nè y bà ấy có thóc tiệp mà lên bà hát cái này cứ cả là được nông khai cần đá bỏ ra mà nè pro tài khăng nâng nề ri đài luôn thọ bờ nơi chưa môi khni o rẽ pê chết bay chân nằm hói chết châu rôm ca co cùng riêng cùng hai tư khẳng sợi mình ao riệp cá bao nhiêu dây thả, bà sân bao riệp cá luôn nâng chốt rút thọt ạc rạp cái đài ban rùm rô nơi chủ mùi khí niệm đê chủ rùm rẹ nâng bằng hoa tờ ta bằng đài sân công Facebook chia xa thiệt nạ chia hai thua ao kháng sợi chỉ chôn rô cru miên phiếp phê khlai nâng khlai miên phiếp ảm mạ có xâm ra chất đạp biếp bằng đăng tư xâm ra cách ao thua cá chạp luôn tàm đoàn thầy cả đàn này nê chạp luôn nê bà cần này để ban chấp luôn bỏ rõ đại thua ẩm bơ mình lọ đi thua lang nực nông rong chạm mùi cần lái đại sản thật nực nông phom prechri sân cắt đằng cáo khăn đằng cao rít này bồng bềnh cà pi đồ xia thứ ngày tìm một hơi khai cùng phe chăn làm pi pot một hơi bắt đầu cầm lang nực cụm bao cara giải pro mặt toàn cùng rất sáu nơi sân cara thanh nực cụm bao khai cần đà cầm cao bình chiết đào toa pi lục đom sân này trấy chươn sọc chặt snong ca nó cố bảo khai ban sầm rai ban sầm rập sầm đuôi nịt tế vị thí pi prari nhà sala đầm bông khai phong đài môn trai nó cố bảo karaya lai prumaton cùng rất xa nơi snong ca thà nó cố bảo khai kết đạo ban ao đơn thả chốn song sai chmu tha âm ôn phết pro hạ dụ sai sập chnam ta hới hơi nhưng khi tha bay cho bón nơi snạ nơi tè chul tuôn mộc rung chạ prichay sát thân nông phum prichay sang cắt đằng cáo khăn đằng cáo rít nịt rung bình chấm nai nhảy rì rong cua miền này dùng một hơi bị nam miền tây làm nơi nước nông phong cọc nol bà cọc nol không bơi được cả sọc cần đà sừng khai cần đà propop đà đà các bạn vẫn tỏ thái cà pi ẩm long chấm nam pi pon đỏ bầm pi nhảy rì rong cua ban squan nương thưa cả nước nông rong chạy chìm muôi nương chun song sải nơi phong bơi chơi sừng cắt đằng cào khăn đằng cào rít nịp nông bính cào im mốc nhảy rì rong cua nâng chun song sai có miên tầm nẹ tầm nâu sài hai chùm mùi nâng kìa rồi hốt đo từ ban riêu bà từ ban rôm rôm nơi chùm mùi kìa hai dừng khuyên tha chun song sai nô tay tài thon ở rút ạ krat cái rồi bọn nề riêng rôn cổ tục nông tù rồi sạp lai rồi bọc luôn chân nịch bà nợ bê rôm phê nợ bê lấy nâng cứ con tay tài thon tục ấy chẳng tử lúc mà đo chân nam bị bọn đọc rộng buôn này rì rộng cổ bàn đơn thá chân song say miên bảo bôn nâng câu ôn bì nẹ thả hai tư niên sông bay khní thả mà đòn có bàn tay chân song say mình bông bay tì thêm tiền này chê cùng riêng cùng hai thả mình rịp cá tì bà hiên rịp cá luôn nâng thư ở khâu kết thì dù kê chú mua rộng bọn nâu say nâng thả mà đòn bà rộng bọn song xa rộng bọn luôn thả mà đòn bà đầu mà đó thằng ngày tìm một phẩy bẩm bì khai thnu cho nam bị bọn đập bẩm buôn nơi rì rong cua ban cho bịa cho môi nằng cua đần đang gặp bọc luôn khả nạn đại cho bịa ban bị thằng ngày chôn song say có ban chan práp tiệt thả mình ao điệp cà tê ba mình được chen tê luôn nâng thưa ao niêng trư song bẩn na cà khí nâng cùng riêng sầm lấp chỉ tràn lướt tràn xá phong đại bọn tọp một chun song say có ban nhau rụt thọt ác rạp cai gặp bọn nơi rì rong cua đài khuôn thọc đi chỉ mùi nút tơ cú đình đăng pro hai bóng ôn chỉ tràn nẹ ở bóng nề rì rong cú phong đài rồi hốt to tay kháng cú đình đăng ở bóng nề rì rong cú ban xong đạch biệt nơi thường ngày tì prám khai cùng phẹt chứ nàm bì bóng nộp hay đôi mình prom rịp ca chỉ mùi nâng nề rì rong cú lại tụ bây chỉ chết đo thường ngày rịp ca nơi thường ngày tì mộp hay môi khai cùng phẹt chứ nàm bì bóng nộp hay có đòi propop đoạn đại học ban bản to tiệt thả đòi xa tại miền phía ẩm mà nâng từ song bản đà cá từ khang cú đần đằng cày pì cú đần đằng sông đại bia nề rì rong cù cọ bàn đặt pì bản đằng đằng từ cà rì lại pro mặt toán công luật xã nơi song cà rì than cụ ba khai cẩn đà ba bày chui on trạc cúng thưa cà chập luôn chôn song say khẳng lơ dục một đòn tiệt tốt từ tám phơi bạc bọn tóc pin của cô ba chủng nên cả nhà lai pro một toàn cùng đất xa từ tuột bàn bị bận đăng pin để rì rong cru hai nô plem plem nô co thưa cả sự bằng kết nâng sài chiêu chiên từ đó cá chập khuôn bà chập khuôn hai cả sài chiêu này cứ cào cá bằng chia đập toàn pi lô có đom sẩn này trai chươn sọc chặt non cá là cô ba khét
មានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបានធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅក្នុងរោងចក្រនៅកន្លែងបាទមួយកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញរួចក៏កសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទវាហួសចិត្តដែរនៅពេលដែលយើងរំរោះនៅជាមួយគ្នាហើយហើយយើងមានតែប្រពន្ធមានតែកូនទៀតហើយចង់ឲ្យគេនឹងយកយើងមែនបាទអត់មានផ្ដល់លំឡាយឲ្យគេបន្តិចសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយមើលមុខគឺបាទមិនគួរណាយើងមានអាយុ40ឆ្នាំមានកូនមានប្រពន្ធហើយមកតាក់ទងជាមួយនឹងស្រីក្មេងធំអាយុ22ឆ្នាំហើយគ្នាធ្លាប់តែបានផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមថាអាចរំរោះនៅជាមួយគ្នាហើយដល់គិតថាបរោះវ័យ40ឆ្នាំខាងលើនេះដែលជាជនសង្ស័យនេះมันមានកូនมันមានប្រពន្ធអីទេបានគ្នារួមរស់ហើយពេលដែលដឹងថាមានប្រពន្ធកូនហើយតើឲ្យគ្នាទ្រាំនៅជាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបើគ្នាទ្រាំនៅខ្លាយទៅជាស្ត្រីម្នាក់ដែលយកប្តីគេបាទសំទីហើយបើតាមខ្ញុំគិតម្នាក់ស្រីនេះគាត់មិនចង់ខ្លាយទៅជាគេថាស្រីលួចលាក់របស់ប្តីគេទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់សម្រេចចិត្តសុំបាយគ្នាបាទខាងប្រុសហ្នឹងមិនសុំមិនឲ្យបាយទៀតបាទមិនឲ្យបាយទៀតហើយថែមទាំងគំរាមកំហែងទៅដល់នារីរងគ្រោះបាទរហូតទៅដល់ចង់សម្លាប់ចង់អីទៀតបាទហើយពិតជាសាហាវមែនទែនបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងគូស្នេហ៍មួយគូបាទដែលសារតែខាងស្រីសុំបាយហើយដល់ខ្លួនគិតថាខាងប្រុសហ្នឹងគាត់មានប្តីបានមានប្រពន្ធមានកូនហើយបាទមានប្រពន្ធមានកូនហើយមិនចង់ឲ្យជំពាក់ជំពិនខ្លាយទៅជាស្ត្រីដែលយកប្តីគេទេបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុំបាយបាក់គ្នាខាងប្រុសអីក៏សាហាវណាស់បាទគេសុំបាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនព្រមបាយជាមួយគេថែមទាំងគម្រាមសម្លាប់គម្រាមសម្លាប់ហើយថែមទាំងអូកថតដែលធ្លាប់ថតអាក្រាតកាយទៅលើនារីរងគ្រោះនោះដែលគ្នាមានអាយុធំ22ឆ្នាំនោះបាទតែថតនាងទុកបាទថតរូបអាក្រាតកាយរូបដេកជាមួយគ្នារួមរែកហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យនារីរងគ្រោះបាត់បង់ទាំងកិត្តិយសបាត់បង់ទាំងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៀតហើយថែមទាំងសងបណ្ណាការទៅដល់គូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៀតដោយសារតែគូដណ្ដឹងសុំបែកតែម្ដងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យឈឺចិត្តមែនទែនសម្រាប់នារីដែលបានលះបង់ខ្លួនប្រាណទៅឲ្យបុរសវ័យចំណាស់អាយុ40ឆ្នាំទៅហើយដែលមានប្រពន្ធកូនហើយនោះបាទហើយចុងក្រោយគេបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្លួនទៀតបាទពិតជាគួរឲ្យឈឺចាប់មែនទែននារីរងគ្រោះគាត់ទ្រាំអត់បានគាត់ប្តឹងបដ ாய் ទៅបាទគាត់ប្តឹងម្នាក់នឹងតែម្ដងបាទប្តឹងជនសង្ស័យដែលមានវ័យ40ឆ្នាំមានប្រពន្ធមានកូនហើយនោះបាទពិតជាដេរឆាណាស់ហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមក្រានរំលឹកទៅដល់យុវជនយុវនារីជាពិសេសនារីបាទបាទកុំឆាប់លងពាក្យលួងលោមរបស់មនុស្សប្រុសខ្លាំងពេកបាទត្រូវតែគិតគូរអំពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងហើយកុំចេះតែបកលខ្លួនប្រាណឲ្យគេនៅដោយសារតែគេនឹងលួងលោមយើងចុះឡើងបាទសូមរក្សានៅតម្លៃយើងជាស្ត្រីខ្មែរហើយក៏ដូចជារក្សានៅកិត្តិយសរបស់យើងបាទពិសេសណាស់មនុស្សស្រីដែលយើងគិតថាមិនមានទឹកដបដូចជាមនុស្សប្រុសទេបាទដូច្នេះហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទជាពិសេសនារីហើយយើងឃើញហើយគាត់ធំតែមានអាយុ22ឆ្នាំទេមិនគួរណាបរោះដែលរឆានមួយហ្នឹងឯងបរោះជន់សង្ស័យមួយហ្នឹងឯងមកបំផ្លាញអនាគតគាត់តតតែសោះបាទបំផ្លាញអាយុគ្នាធំ22ឆ្នាំបាទហើយយើងគិតទៅ22ឆ្នាំនៅក្មេងមែនតែនហើយបរោះនោះគឺមានអាយុ40ឆ្នាំបើយើងនិយាយអំពីគុណដឹងយើងមិននិយាយទេយើងដឹងថាគាត់អ្នកណាទេខាងសារព័ត៌មានយើងក៏មិនបានបង្ហាញមុខដែរអ្វីដែលយើងបង្ហាញនោះគឺជនសង្ស័យជាមួយនឹងនារីរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវបានគេបង្ហាញឬក៏បកអាក្រាតជោគរូបអាក្រាតកាយរបស់នាងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាផ្ញើទៅគូដណ្ដឹងរបស់នាងក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់នារីរងគ្រោះដែរដែលធ្វើឲ្យនារីរងគ្រោះមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនបាទរហូតដល់ឈានទៅដល់ការប្តឹងនេះឯងបាទប្តឹងឲ្យចប់គុកសាកម្ដងទៅហើយសូមដាស់តឿនទៅដល់នារីបាទត្រូវគិតពិចារណាឡើងវិញមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តរួមរស់នៅជាមួយនារីឲ្យប្រកបពជាបាទត្រូវគិតគូរបានខ្ពស់កិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់យើងមិនអាចទិញមកបានទេដូច្នេះត្រូវតែរក្សា
បានជើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា